Có một ngôi làng nhỏ nằm ở bên cạnh hồ Baikal, Nga. Tài xế Dimi là một người dũng cảm ở trong làng. Hôm nay anh ấy phải đến cao nguyên ở Siberia để vận chuyển vật tư hàng ngày cho những người dân chăn nuôi tuần lộc ở đó. Lần này Dimi phải vận chuyển 600 kg thức ăn. Trước khi xuất phát, anh cần kiểm tra người bạn cũ kỹ này thật cẩn thận. Chiếc xe tải này của Dimi là chiếc Ural 32 sản xuất ở thời kỳ Liên Xô cũ. Chiếc xe này vốn là xe quân sự, dùng để chuyên chở đạn phản lực. Bây giờ Dimi lái chiếc xe chắc chắn bền bỉ này buôn ba mấy chục năm trên con đường núi tuyết của Siberia. Tại sao nói anh ấy là người dũng cảm nhất? Vì độ nguy hiểm và khó khăn của con đường vận chuyển hàng hóa này cao hơn nhiều so với tưởng tượng của bạn. Hơn nữa, cả làng chỉ có Dimi dám thực hiện nhiệm vụ này. Dimi hiểu rõ chặng đường này có biết bao nguy hiểm, không phải là anh ấy không sợ chết, mà chỉ là vì anh ấy quá cần tiền. Những người dân chăn nuôi trên cao nguyên đã 6 tháng không nhận được tiếp tế rồi. Mùa đông trên cao nguyên Siberia khắp nơi đều là lớp tuyết dày đặc. Những người dân chăn nuôi ở đây không thể đi săn hay trồng trọt, chỉ có thể duy trì cuộc sống dựa vào một ít thức ăn dự trữ và gia súc ở nhà. Dimi cần nhanh chóng đến nơi vì qua vài ngày nữa, tuyết tan sẽ khiến cho con đường biến thành một bãi bùn lầy, đến lúc đó, xe sẽ không thể lái qua được nữa. Tuy quãng đường từ làng của Dimi đến làng của những người dân chăn nuôi chỉ có 65 km, nhưng khoảng cách này có thể phải tốn đến vài ngày. Vì đoạn đường núi gập ghềnh này rất khó đi, rất nhiều nơi đều bị tuyết che phủ, căn bản không thể phán đoán dưới lớp tuyết này có an toàn hay không, một chút bất cẩn cũng có thể táng mạng. Đây cũng là nguyên nhân không có người dân nào dám nhận công việc này. Người trong làng sắp xếp cho Dimi hai người làm công, họ sẽ giúp Dimi giải quyết những khó khăn gặp phải trên đường đi. Dimi vừa ra khỏi làng không lâu đã nghênh đón thử thách đầu tiên. Đây là một con sông đã đóng băng. Chúng ta có thể thấy rằng, vì thời tiết mùa xuân ấm áp, lớp băng dày đã bắt đầu tan ra, dòng sông dưới lớp băng đã bắt đầu chảy. Những người làm công chỉ có thể xuống xe, dùng gậy gỗ để kiểm tra băng có đủ độ kiên cố không. Chiếc xe tải này ít nhất cũng 7 tấn, cộng thêm 600 kg thức ăn, nó có thể thuận lợi lái qua lớp băng hay không Dimi cũng không dám chắc, anh ấy chỉ có thể cứng rắn thử một lần. May là bây giờ chỉ mới đầu xuân, băng không tan nhiều lắm, Dimi thành công lái qua con sông. Sau khi tiếp tục đi một đoạn, bên cạnh con đường núi hoang vu này lại phát hiện một chiếc TV đời cũ. Dimi không hề thấy bất ngờ, vì tài xế thường đi qua đoạn đường này đều biết đến nó. Thực ra chiếc TV cũ này là do một thợ săn tên Euler ở địa phương đặt ở đây. Euler quanh năm đi săn ở khu rừng này, TV giống như một cột mốc, đây là trạm nghỉ chân Euler xây cho các tài xế. Bình thường anh ấy sẽ đặt một ít thức ăn và nước ở đây, đương nhiên không thể thiếu vodka và dân tộc chiến đấu thích nhất. Các tài xế đi qua đây có thể tạm thời dừng lại nghỉ chân. Các tài xế xem hồ nước này như một hồ ước nguyện, họ ném tiền lẻ vào hồ để cầu mong mình lên đường bình an. Các tài xế cũng sẽ báo đáp người thợ săn tốt bụng này, họ thường cho anh ấy đi nhờ hoặc chở đồ giúp anh ấy. Họ sẽ giúp Euler chở những con mồi mà anh không thể vác nổi, tiện đường chở đến làng của Euler. Mấy ngày trước Euler săn được một con gấu, anh ấy lột da gấu, dùng những tảng băng bên sông làm tủ lạnh thiên nhiên và trữ thịt gấu dưới tảng băng. Hôm nay anh vừa khéo gặp được Dimi đi ngang qua nên định đi nhờ xe của Dimi, đưa những chiến lợi phẩm này về thôn, Dimi đương nhiên là đồng ý. Suốt chặng đường khắp nơi đều là vũng nước bùn hoặc bùn nhão, có nơi còn có tuyết tụ rất dày, con đường khó đi này sẽ làm chậm tốc độ xe. Dimi đến trước một con sông khá cạn, con sông này không bị đóng băng, anh định trực tiếp lái xe qua. Nước sông hầu như nhấn chìm cả bánh xe, khi sắp lái sang bờ đối diện, chiếc xe tải này lại không đủ lực, không thể lái lên bờ, Dimi chỉ có thể lùi xe lại thử thêm lần nữa. Nhìn dáng vẻ tốn sức của chiếc xe này, tôi đổ mồ hôi thay cho Dimi. Cuối cùng Dimi đạp hết chân ga, chiếc xe tải cũ này cuối cùng cũng lên được bờ. Lái xe ở đây, đi hai bước sẽ gặp một cái hố. Đến thời điểm hiện tại, tốc độ lái của Dimi chỉ có 5 km/h, không khác là bao so với tốc độ đi bộ của chúng ta. Lúc này trời đã trở tối, Dimi không muốn qua đêm trên xe. Khu vực Siberia dù đã đến mùa xuân nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn là -20°. Chiếc xe tải cũ của Dimi không có máy sưởi, nếu không được giữ ấm tốt, anh ấy có khả năng sẽ bị chết cóng trên xe. Nhiệt độ ban ngày tăng cao, tuyết trên đường cũng trở nên mềm đi, xe tải thường bị mắc kẹt trên tuyết, cộng thêm lốp xe đẩy tuyết tới phía trước, lớp tuyết trước bánh xe sẽ bị cứng lại, hình thành một bức tường tuyết. Dimi đã mắc kẹt ở đây vài tiếng, anh rất sốt ruột, nếu tiếp tục đi bằng tốc độ này thì sợ rằng đồ ăn trên xe sẽ bị hỏng hết mà anh ấy vẫn chưa thể đến nơi. Bên ngoài xe là tuyết đọng, Dimi ở trong xe thì lại sốt ruột đổ mồ hôi đầy đầu. Cuối cùng anh quyết định thay đổi kế hoạch. Anh biến xe tải thành một chiếc xe đẩy đất, trực tiếp lái vào rừng cây bên cạnh. Mặt đất trong rừng thường có rất nhiều cành cây, tuyết ở đây không quá mềm. Dimi đạp mạnh chân ga, đâm gãy thân cây chắn đường, cách này đúng là khá có hiệu quả. Dimi thuận lợi lái qua đoạn đường tuyết dày. Nhưng đoạn đường này nhiều nơi đều bị tuyết che phủ, lần này thì có thể đi vòng qua, nhưng lần sau có thể sẽ không được may mắn như vậy nữa. Phía trước còn có vô số đoạn đường tuyết dày đang chờ đợi Dimi. Ví dụ như lần này, chiếc xe hoàn toàn bị tuyết làm mắc kẹt không thể di chuyển. Dimi chỉ có thể xuống xe dùng bàn tời để kéo xe ra. Sau khi kéo được xe ra, con đường phía trước còn có rất nhiều chướng ngại. Dimi cứ vật vã lái đến tận 10:30 tối. Anh đã bị con đường này dày vò đến sức cùng lực kiệt. Họa vô đơn chí, xe lại bị kẹt lần nữa. Lần này không những có tuyết đọng, mà còn có vô số rễ cây kẹt dưới bánh xe. May mà để đối phó với con đường này, Dimi đã mang theo đầy đủ công cụ. Anh ấy lấy máy cưa tay, trong chốc lát đã giải quyết hết số cành cây, tiếp theo phải xử lý đống tuyết.
11 giờ tối, nhiệt độ hạ thấp khiến tuyết trở nên rất cứng. Lần này ngay cả bàn tời cũng không thể giải quyết. Dimi và những người làm công không còn lựa chọn nào khác nên chỉ có thể qua đêm tại chỗ, vì anh rất quen thuộc địa hình xung quanh. Người làm công dựng lều trên xe, Dimi chỉ có thể tựa vào vô lăng để ngủ. Euler thì xuống xe tiếp tục lên đường. Không xa phía trước có một nơi trú ẩn anh tự dựng, anh định đến đó để nghỉ ngơi, đợi sáng hôm sau đi tìm người cứu hộ ở ngôi làng gần đó. Đêm tuyết trên Siberia, khắp nơi đều là sói và gấu, nhưng Euler không hề sợ hãi. Euler vác trên lưng khẩu súng trường kiểu cũ được Liên Xô cũ sản xuất vào thời Thế chiến thứ hai. Cuối cùng anh ấy cũng đến được căn nhà gỗ đơn giản này, sáng mai anh sẽ đi đến ngôi làng gần đó. Sáng hôm sau, Euler đưa theo người dân trong ngôi làng về đến chỗ chiếc xe của Dimi. Những người dân này lái xe trượt tuyết, nhanh chóng kéo được xe tải ra, Dimi cuối cùng cũng có thể tiếp tục lên đường. Nhưng con đường phía trước vẫn khiến người ta buồn bực, tuyết rơi đầy trời, tuyết tụ trên đường đang không ngừng tăng lên, càng tồi tệ hơn là phía trước lại là một đoạn dốc phải đi lên. Hai người làm công xuống xe, xúc số tuyết chắn bánh xe ra, nhưng cho dù như vậy, chiếc xe vẫn liên tục bị trượt, họ chỉ có thể xúc một đoạn đi một đoạn. Qua hai ngày vật vã, cuối cùng Dimi cũng đã nhìn thấy ngôi làng của những người chăn nuôi. Trong ngôi làng nhỏ này có 12 người sinh sống. Họ kiếm sống bằng cách săn bắn và trồng trọt, một cuộc sống vô cùng nguyên thủy. Những người chăn nuôi này đã bị kẹt trên núi 6 tháng, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy gương mặt mới sau 6 tháng. Nhà của họ cũng có TV và máy phát điện diesel, nhưng để tiết kiệm dầu diesel, mỗi ngày họ chỉ có thể dùng điện trong vài tiếng. Thời gian còn lại trong ngày, họ chỉ có thể đọc sách và ngủ để giải sầu. Những người dân chăn nuôi này cả đời đều chưa ra khỏi núi tuyết của Siberia. Họ cũng rất hài lòng về cuộc sống tự cung tự cấp này. Bây giờ trưởng thôn sẽ chia một phần lương thực cho một cặp vợ chồng sống ở nơi xa hơn. Cặp vợ chồng này nuôi hơn 700 con tuần lộc. Họ phải đến những nơi chưa bị tuyết bao phủ tìm cỏ, như vậy thì tuần lộc mới không phải nhịn đói. Sau khi đi hơn 10 km, cuối cùng trưởng thôn cũng nhìn thấy người chăn nuôi này. Họ sống trong căn nhà gỗ tự dựng, căn nhà còn không cao bằng một người, bước vào nhà căn bản không thể đứng thẳng được. Trưởng thôn nói với họ, phải chờ 3 tháng nữa mới đến mùa hè, đến lúc đó tuyết sẽ tan hết, thực vật sẽ trồi lên khỏi mặt đất, đôi vợ chồng này sẽ có thể về lại làng, còn có thể bán tuần lộc kiếm tiền. Chặng đường cuối cùng cũng đã kết thúc. Tài xế Dimi và hai người làm công dũng cảm vẫn phải đối diện với con đường trở về khó khăn. Thợ săn Euler cũng tiếp tục lăn lộn đi săn trong rừng. Còn những người dân chăn nuôi trong làng có thể bắt đầu việc trồng trọt khi mùa xuân đến. Tất cả đều đang nỗ lực chiến đấu với cao nguyên tuyết hoang vắng ở Siberia vì cuộc sống.